Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Bính Ngọ 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Ngọ năm 2020. Năm Canh Tý lại xung Thái Tuế nên con giáp này khó bề suôn sẻ thuận lợi, tình duyên kém sắc mà công danh cũng ảm đạm, mong chờ tài lộc thì tài lộc mãi chẳng tới nơi. Vì bạn tuổi Bính Ngọ mà tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung Thái Tuế, nên Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Bính Ngọ năm 1966. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Thiên Hà Thủy, có ngày sinh từ ngày 2 tháng 1 năm 1966 đến ngày 8 tháng 2 năm 1967. Đầu tiên thì xét về năm mệnh, tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung Thái Tuế, hiểm họa trùng trùng, Tý Ngọ tương xung, lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn các. Sự nghiệp khó bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp nếu không muốn tự sức họa vào thân. Xét về sự nghiệp thì theo dõi vận trình công danh sự nghiệp tuổi Bính Ngọ năm 2020, con giáp này gặp Thái Tuế Tý Thủy khắc chế với Ngọ Hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội, tuổi Bính Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi căng thẳng nhưng không được khen thưởng đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu trừng phạt. Ngoài ra thì Thái Tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình mắc phải sai lầm hay là để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Xét về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến như thế. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Ngọ. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Xét về tài lộc thì người tuổi Bính Ngọ trong năm Canh Tý 2020 tài vận không được như lý tưởng cho lắm. Chính tài khởi sắc trúc đỉnh, có nguồn thu nhập hợp pháp nhưng không quá dư dôi, thêm nữa còn phải đề phòng trộm cắp, lừa đảo gây phá tài. Ngoài ra trong năm có Thái Tuế là thất sát hung tinh đối xung với thứ tài, nên bản mệnh không nên tham gia vào các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Các hình thức đầu cơ sinh lời đều mang tới nguy cơ mất tiền hao của, hoặc là bị lừa gạt, hoặc bị nẫng tay trên. Người cầm tinh con ngựa cũng cần phải cẩn trọng khi làm trong ngành tài chính, cổ phiếu hay các dự án thủy lợi, thường mất nhiều hơn được. Trong thời gian này thì đừng vì bốc đồng, kích động hay bất cứ lý do nào mà khiêu chiến với người có quyền thế, gây sự ở cơ quan hành pháp. Cũng đừng vi phạm quy định pháp luật, nếu không hậu quả tổn thất nặng nề, chẳng thể kêu ai. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Xét về tình cảm thì trong năm 2020 tuổi Bính Ngọ không có nhiều đào hoa, Thái Tuế Thiên Quan Tinh là sao khắc giới của nữ mệnh. Song về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Con giáp này dù là nam hay nữ mệnh thì đều có được cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh thì chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị lừa dối vì quá là si mê. Con giáp nữ này
khao khát có được một tình yêu chung thủy, gia đình hạnh phúc bền lâu nhưng không dễ dàng đạt được ước mơ. Người đã kết hôn cần phải đặc biệt lưu ý, đừng tạo cơ hội cho người khác nảy sinh tình cảm với mình, nếu không bạn sẽ tự mình gây tổn thương cho bản thân, cũng tự tay phá vỡ hạnh phúc hôn nhân mình đang có. Để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc thì anh chị hãy thỉnh ngay Khổng Tước Phỉ Thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo thì nữ mệnh tuổi Bính Ngọ có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh. Song nhìn tổng thể thì vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất chắc, thất bại hết lần này tới lần khác. Tình cảm gia đình thì lúc nào cũng vui vẻ bên chồng con và các cháu, tuy thỉnh thoảng có sự xung đột nhưng không đáng lo. Tình cảm gia đình thì lúc nào cũng vui vẻ bên chồng con và các cháu, tuy thỉnh thoảng có sự xung đột nhưng không đáng lo ngại. Khuyên người mệnh Bính Ngọ hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân hóa giải thị phi miệng tiếng, có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ in hình 3 con linh vật Dần, Ngọ, Tuất sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020 thì năm nay quý bà phải chú ý tuyệt đối hạn chế sông nước cũng như các bệnh về tuổi già. Sức khỏe kém trong năm hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng 8 bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Xét về phương diện làm ăn sự nghiệp thì công việc làm ăn bình thường, không nên có sự thay đổi công việc làm ăn trong năm nay. Khuyên người mệnh Bính Ngọ hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp chiêu quý nhân hóa giải thị phi miệng tiếng, có quý nhân phù trợ chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 con linh vật Dần, Ngọ, Tuất sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Tài chính tiền bạc của quý bà Bính Ngọ, tiền bạc khó khăn, làm thì ít mà có sự tiêu pha nhiều trong cuộc sống. Cần hạn chế những việc liên quan đến chi tiêu lớn, đặc biệt không nên cho người khác vay nhiều tiền vì khả năng cao họ sẽ không thể trả bạn được. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Bính Ngọ năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch, trong tháng đầu tiên của năm 2020, người tuổi Bính Ngọ có thể sẽ không gặp được khởi đầu tốt, chịu sự ảnh hưởng của Thái Tuế nên cả vận trình, công việc, tiền bạc, tình cảm và sức khỏe đều giảm sút nghiêm trọng. Trong công việc thì con giáp này có thể sẽ bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp thì buông lời xúc xiểm, khinh thường, khiến bản mệnh cảm thấy tổn thương và mất tự tin. Về phương diện tài lộc, tháng 1 âm lịch tuổi Bính Ngọ dễ gặp họa hao tài, mất tiền, dây điện thoại, đủ chuyện xui xẻo xảy ra. Đầu tư tiền bạc thì hay gặp chuyện không may, lãi không có mà còn phải bù lỗ. Ngoài ra thì bản mệnh còn gặp họa đào hoa xấu, dù là người đang yêu hay đã kết hôn thì đều phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt tình cảm cực lớn. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là thời điểm đánh dấu những chuyển biến tích cực về sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ, tuy nhiên thì vận trình sức khỏe vẫn không được lý tưởng cho lắm. Trong công việc, bản mệnh đã dần thấy dễ thở hơn, tuy vẫn bị cấp trên hay là hay tiểu nhân gây khó dễ, nhưng mức độ đã giảm bớt, áp lực cũng giảm dần, bạn không còn bị căng thẳng về việc hoàn thành nhiệm vụ nữa. Có điều, xét về phương diện sức khỏe, tháng này tuổi Ngọ dễ bị cảm cúm, ốm, sốt, ho khan, khả năng miễn dịch sụt giảm mạnh, thường xuyên mộng mị, mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, miệng nôn trơn tháo. Nên giữ chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường tập luyện thể dục thể thao theo sức mình để nâng cao thể chất. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch, người tuổi 1966 bắt đầu đón cơ may tài lộc tới, nhất là nửa cuối tháng vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt, đặc biệt là thứ tài cực vượng. Với những bạn đam mê đầu tư kinh doanh thì có thể kiếm được không ít lợi nhuận từ các dự án cổ phiếu. Nhưng ai có thói quen mua xổ số thì may mắn trong tháng này cũng nhiều hơn, càng về cuối tháng thì càng may mắn càng lớn. Đường tình duyên vẫn bất ổn như trước, con giáp này dễ nảy sinh nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn với nửa kia, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Nếu không nhanh chóng giải quyết ổn thỏa
thì có thể dẫn tới kết cục tan vỡ. Vợ chồng muốn hạnh phúc trọn đời bên nhau thì phải tu khẩu. Để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay Khổng Tước Phỉ Thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Tháng 4 âm lịch thì người tuổi Ngựa 1966 phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng trong vận trình công danh sự nghiệp. Trong khi đó thì đường tình duyên vẫn một màu ảm đạm, không biết khi nào khởi sắc. Về công việc, những chú ngựa thường xuyên đắc tội với không ít người vì cái tội nhanh mồm nhanh miệng nhưng lại thẳng tính, chẳng biết nói cho vừa là mọi người. Từ đồng nghiệp cho tới cấp trên đều ấn tượng xấu về con giáp này. Ảnh hưởng nặng nề nhất có lẽ là các bạn làm nghề bán hàng, marketing. Tháng này mất không ít khách hàng vì cái miệng thị phi. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc và lời nói, việc làm của mình. Về phương diện tình cảm thì tuổi Bính Ngọ cần dành thêm thời gian cho gia đình, quan tâm chăm sóc bạn đời cùng con cái, công việc quan trọng nhưng cũng không thể là cả sinh mạng của bạn. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch, chuyển sang tháng 5 năm 2020 thì sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước, đường tài lộc cũng hiu hắt. Bản mệnh gặp phải khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, cần phải cẩn trọng xử lý những việc trong phận sự của mình, đồng thời dành thời gian thiết lập các mối quan hệ xã giao. Bạn nên tìm cách để nói chuyện, làm thân với đồng nghiệp, nên giữ thái độ khiêm tốn cầu thị, có thế mới thúc đẩy được công việc tiến lên. Phương diện tài lộc, tháng này họa phá tài, lộ tài không ngớt, không chỉ xui xẻo gặp chuyện mất tiền, bị trộm cắp mà còn bị phạt tiền, vay tiền, rồi thì bệnh tật cũng hao tốn không ít tài lộc. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch thì tuổi Bính Ngọ vận trình sức khỏe khá là ổn định. Đường tình duyên có những dấu hiệu khởi sắc bất ngờ, càng về cuối tháng thì tình duyên càng thêm vượng. Trong chuyện tình cảm, con giáp này nếu còn độc thân thì sẽ thể hiện được hết sức hút của mình, hấp dẫn không ít ánh nhìn của người khác phái. Bạn sẽ có nhiều người theo đuổi và nhận được những lời tỏ tình lãng mạn trong tháng này. Tuổi Bính Ngọ cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cảm chân thành, đâu là sự rung động nhất thời. Bạn cũng đừng nhầm lẫn giữa người yêu thương thật lòng với người chỉ chăm chăm lợi dụng mình. Cẩn thận, kẻo vừa tổn thương tình cảm vừa mất tiền bạc của cải. Về mặt sức khỏe thì con giáp này nên lưu ý để tránh nắng nóng mùa hè thì dùng nóng lực nhưng cũng không nên tắm nước lạnh thường xuyên, chọn nước ấm vừa phải là tốt nhất. Ăn uống cũng không thể qua loa, tránh đồ ăn lạnh, uống nước lạnh quá nhiều. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tháng cô hồn không khiến cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này chịu ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí công việc còn khá thuận lợi và suôn sẻ. Xong, đường tình duyên thì không được may mắn như vậy, càng về nửa cuối tháng thì vận trình càng xuống dốc nghiêm trọng. Trong công việc thì tuổi Bính Ngọ không gặp nhiều khó khăn phiền phức, bản mệnh đủ năng lực để một mình đảm nhận công việc. Hơn nữa, nhờ được quý nhân phù trợ nên bước đường phía trước hanh thông bất ngờ, cơ hội để tăng lương thăng chức cũng nhiều gấp bội. Xét về mặt tình cảm thì người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh lạnh. Mối quan hệ bị đông cứng, bản mệnh nên thử thay đổi góc nhìn của mình, suy nghĩ nhiều hơn cho đối phương, ngoài tình yêu còn cần cả lòng bao dung và sự cảm thông nữa. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch, đường tài lộc của tuổi Bính Ngọ trong tháng 8 này cực kỳ là hưng vượng, chuyện tình cảm cũng có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì tháng này nên đẩy mạnh quảng cáo tiêu thụ các mặt hàng mới, có nhiều cơ hội thu hút khách hàng, thậm chí có được đơn hàng lớn bất ngờ, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thực ra thì bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh, song những chú ngựa chẳng vì thế mà lo lắng, con giáp này tự tin vào năng lực của mình, cũng tự tin vào chất lượng sản phẩm mình đưa ra, chẳng những đánh bại được đối thủ mà còn chiếm thêm được thị phần mới. Xét về đường tình duyên thì những mâu thuẫn trước đó giữa hai người dần được hóa giải, hiểu lầm tan biến, tình cảm được hâm nóng trở lại. Song bản mệnh cần nhớ rằng tình yêu cũng cần được che chở và bao bọc, nếu không có thể bị lụi tàn bất cứ khi nào. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch, bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sẽ nhận được những tin không vui về công việc, trong khi đó sức khỏe vẫn đang tiếp tục trên đà đi xuống. Về công việc thì con giáp này bị tiểu nhân ngáng trở, không ngừng tạo ra những âm mưu hãm hại, nhiệm vụ được giao không thể hoàn thành đúng như dự kiến, bị cấp trên khiển trách, thậm chí có thể cắt lương, cắt thưởng.
cần phải rèn cho mình thói quen tỉ mỉ, cẩn thận. Trước khi bàn giao công việc thì phải kiểm tra lại để tránh sai sót. Xét sang sức khỏe, tuổi Ngọ dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, có thể bị viêm mũi, ho khan. Nếu bệnh kéo dài thì người mệt mỏi, cần nhanh chóng thăm khám, chữa trị kịp thời. Hàng ngày nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng sức đề kháng. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch, trong tháng 10 thì sự nghiệp của tuổi Ngọ vẫn chưa được ổn định, vận trình chưa có gì khởi sắc so với tháng trước. Đường tình duyên đang sa sút, tuy không phải với tốc độ chóng mặt nhưng con giáp này cũng cần phải đề phòng. Xét về phương diện sự nghiệp, bản mệnh tháng này phải cạnh tranh kịch liệt với những đối thủ khác. So với đồng nghiệp của mình thì bản mệnh không có được năng lực xuất chúng, cũng không có đủ tự tin nên càng không thể phát huy được năng lực của bản thân. Con giáp này cần phải thả lỏng tinh thần, thoải mái bắt tay vào việc thì mới có thể đạt được hiệu suất cao. Căng thẳng, áp lực suốt một thời gian dài sẽ chỉ khiến cho tâm trạng trở nên tiêu cực, cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Trong chuyện tình cảm thì những chú ngựa vốn sống phóng khoáng cũng nên suy nghĩ hơn cho người ấy, ai cũng cần có một khoảng thời gian riêng. Đừng kìm kẹp, kiểm soát nhau quá nhiều, nếu không lại thành phản ứng ngược, tình không bền chặt đã vội nhạt phai. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch, trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý thì tuổi Ngọ sinh năm 1966, cả tiền bạc và sức khỏe đều không được như ý, đặc biệt sức khỏe thời điểm này khá là tệ, cần phải lưu tâm. Bản mệnh tinh thần xuống dốc, dù làm gì thì cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. Người làm đầu tư cổ phiếu, kinh doanh, nhà đất cần phải kịp thời thu lại vốn, nếu không có nguy cơ mất trắng cả vốn lẫn lời. Về sức khỏe, tuổi Ngọ thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc, nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2020 là thời điểm mà con giáp này cảm thấy vận trình xuống dốc trầm trọng, mọi thứ chỉ có tệ hơn chứ chẳng bớt đi chút nào, nhất là công việc và tình cảm, có thể nói là đã đi xuống tận đáy. Về chuyện tình cảm thì bản mệnh và người ấy liên tục nảy sinh tranh cãi, số lần chiến tranh lạnh gia tăng tới mức đáng báo động. Nếu không kịp thời cải thiện mối quan hệ, tìm cách chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn thì rất có thể sẽ phải đối mặt với càng nhiều rắc rối, hiểu lầm, tình cảm cũng đứng trên bờ vực tan vỡ. Trong công việc thì người tuổi Ngựa cần phải sốc lại tinh thần của mình, bạn mắc lỗi quá nhiều, bị cấp trên khiển khách, đồng nghiệp khinh khi, khách hàng thì trách móc, có lúc tưởng chừng muốn sụp đổ. Tuy nhiên cuộc sống ai chẳng có những lúc khó khăn, con giáp này nên suy nghĩ lạc quan hơn để đối mặt với hiện thực. Dù làm gì thì cũng phải đặt hết tâm sức vào đó, đừng qua loa đại khái mà mang hậu quả về sau. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020, theo dõi tổng quan tử vi 2020 của tuổi Bính Ngọ, con giáp này xung thái tuế nên hung nhiều hơn là cát. Sự nghiệp khó thăng tiến bởi bị chèn ép, có thể phải thay đổi chỗ làm hay là vị trí làm việc. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ, may mắn hơn. Tiền bạc cũng không sung túc cho lắm khi mà liên tiếp gặp tai họa về thân thể, còn bị kẻ gian lừa gạt tiền bạc nữa, làm lụng cực khổ mà tiền mất trong chớp mắt. Chuyện tình cảm không có nhiều tín hiệu khởi sắc, sức khỏe cũng sa sút, dễ mắc bệnh tật ốm đau. Theo dõi tử vi 2020, ngũ hoàng sát tinh bay về phương chính đông, nếu không kiểm soát tốt phong thủy ở vị trí này thì rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả gia đình, liên tục gặp phải những chuyện ngoài mong muốn, tai nạn hung hiểm đáng sợ. Chẳng những ảnh hưởng tới sức khỏe, hung tinh này còn có thể tác động xấu đến công việc, tình cảm hay là tiền bạc của bản mệnh. Vì thế, nếu cửa chính, cửa các phòng hay là chỗ ngồi, giường ngủ ở vị trí này thì phải đặc biệt cẩn thận. Nếu có thể thay đổi vị trí thì nên thay đổi vị trí, nếu không có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy ở phương chính nam để thúc vượng hỷ khí, nhờ hỷ thần xua tan bớt những sát khí tối tăm. Mệnh chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ ở góc chính nam trong nhà hoặc tăng lượng đèn ở đây, tạo độ sáng phù hợp, có thể nhờ thế mà cải thiện tình hình sức khỏe của người sống trong nhà. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Bính Ngọ thái tuế phù là bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ với hotline của chương trình để
chuyên viên phong thủy may mắn giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại vào chương trình sau.